Anh Chi xin kính chào quý vị trên kênh YouTube cũng như trên fanpage Tâm Thức Việt của anh Chi. Hôm nay chúng ta là thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2020. Thưa quý vị vừa rồi đó, cộng đồng mạng lại được một phen hú hồn với câu phát ngôn của ông Thủ tướng Phúc. À, ông cao hứng, ông nói rằng là nếu mà cuộc điện ở Mỹ đó biết đi thì cũng sẽ về Việt Nam. Vậy thì bác nào làm ơn ra đường tìm và hỏi dùng xem coi có đúng là nó đó cái cột đèn đó nó muốn về việt nam tị nạn không quý vị anh chị chỉ sợ rằng là các bác ra đường tìm không có ra cây cột đèn nào bởi vì thời bây giờ đó thường thì trong khu dân cư hay là phố xá ở bên mỹ hay ngay cả ở châu âu chúng ta cũng hiếm khi nào thấy cây cột điện lắm bởi vì mọi cái dây điện đường điện người ta làm âm người ta chôn xuống lòng đất hết rồi còn đâu nữa nhưng mà quý vị cũng ráng ráng đi tìm thử một cây cuộc đèn phỏng vấn nó xem coi là nó có muốn về Việt Nam tị nạn không à, mà bây giờ thôi chúng ta cứ cho rằng là ông Phúc ông đoán việc như thần đi là tụi nó tức là cái cuộc đèn đó nó oải Mỹ dữ lắm rồi Mỹ bất ổn quá Mỹ đang biểu tình đang bạo loạn tùm lum tá lạ hết á bây giờ nó nó oải Mỹ quá rồi muốn về Việt Nam tị nạn vậy chứ còn quý vị đó quý vị thì sao cái cuộc đèn nó không có chân nhưng mà quý vị có chân quý vị có muốn về Việt Nam tị nạn không? Nếu mà quý vị muốn về Việt Nam để tránh dịch để tị nạn bởi vì tình hình bất ổn ở nơi quý vị đang sống thì khoan nha, trước khi về hãy lắng nghe kênh này từ Facebook của Thiệu Đình Văn. À, nếu như mà bạn muốn sống ở Việt Nam tốt thôi, nhưng mà hãy chấp nhận những điều này đầu tiên á, là phải chấp nhận ăn thực phẩm bẩn ăn rau thuốc trừ sâu à, ăn cá ướp phân ure ăn bún ướp uh, phọc môn ướp xác ướp xác hồ chí minh đó thì mình ăn bún cũng bằng cái chất ướp đó đó, cho nó trắng đó mà hay là ăn mắm có chất asen à, ăn mắm asen hay là ăn thịt thối rồi uống nước phân heo uống sữa chứa melanin xài hàng giả, hàng nhái xuất xứ từ Trung Quốc. Quý vị có chấp nhận được những điều này không? Mà chưa hết nha. Quý vị phải chấp nhận hít thở bầu không khí ô nhiễm nhất thế giới đó ở thành ở thành phố Hà Nội và ở thành phố Thành Hồ đó. Rồi chưa hết khí thải từ các nhà máy ở Quảng Ngãi, ở Ninh Thuận, Bình Thuận nữa. Rồi các bạn phải chấp nhận trả hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền xăng, tiền thuê nhà, hàng tháng nó lên đến bằng 50% cái thu nhập của mình. Rồi các bạn phải chấp nhận chạy xe máy đi làm bất kể là trời mưa hay trời nắng. Hoặc là nếu không thì mua ô tô đi. Nhưng mà phải mua với cái giá gấp 3 lần, đắt gấp 3 lần thế giới. Rồi các bạn phải chấp nhận cái cảnh mùa hè thì thiếu điện, thiếu nước. Còn mùa mưa đó thì phố biến thành sông, ô tô biến thành tàu ngầm. Và phải biết khối lộ cảnh sát giao thông nữa rồi các bạn còn phải chấp nhận bệnh viện với cái cảnh là một giường có thể nằm 2 3 4 5 bệnh nhân. Bác sĩ thì yếu kém, à, trang thiết bị thì thiếu thốn, trăm bề hết. Rồi chưa hết, các bạn còn phải chấp nhận rằng con cái của các bạn đó có thể sẽ bị chết bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất kỳ nguyên nhân nào. Ví dụ như là bị bỏ quên trên xe buýt rồi chết, bị cây phượng ngã đè rồi chết đó, bị điện giật chết Đi học đói quá, chết Bị lũ cuốn trôi, chết Rồi thầy hiệu trưởng tông xe, chết Hoặc là bị bạo hành này, bị đánh đập này, bị nhấn nước này, bị phơi nắng trước cổng trường Rồi còn có thể bị bạn bè đánh, lột quần lột áo, quay clip đăng lên trên mạng Bị thầy giáo dâm ô, trở thành nạn nhân của những cái đường dây mại dâm học đường cầm đầu bởi học sinh mà khách hàng là những ông hiệu trưởng, hiệu phó rồi quan chức của cái ngành giáo dục của tỉnh ha. Rồi còn bản thân quý vị ha, bản thân các bạn. Ở đây bài viết anh Thiều anh viết là các bạn. Và bản thân quý vị đó, ha, những người mà muốn về Việt Nam đó Con có thể bị chết bất đắc kỳ tử theo nhiều cách khác nhau nữa. Ví dụ như ung thư chết này, tai nạn giao thông chết này, Té lâu chết này bị bạn nhậu đâm chết này công an đánh chết này ngộ độc thực phẩm chết này tai nạn lao động chết luôn đang ngồi hát karaoke cái lò hơi nhà hàng xóm cái bình ga không phải nhà hàng xóm mà cái xóm bên cạnh cái xóm bên cạnh cái hẻm song song cái hẻm kế bên, bên nó nổ nó văng cái đùng qua rớt chúng đầu chết ừ. rồi bạn phải chấp nhận cái việc là ngày nào đó có thể là sẽ phải ra đường vì sao vì mất nhà mất đất mất vào tay ai? Tay các quan, các doanh nghiệp sân sau của quan. Và nếu mà quý vị muốn đòi lại những cái của cải đất đai nhà cửa của mình thì đi vô tù ngồi vì cái tội quấy rối trật tự công cộng hoặc là cái tội phản động. Có thể là sẽ ngồi tù hoặc có thể là bị tử hình vì các bản án oan sai, bị ép cung, bị nhục hình. Chưa hết đâu hả? Còn phải chấp nhận rằng là con cháu của mình sinh ra sẽ phải gánh trên lưng một cái món nợ công lên đến 100 triệu đồng một người. Nó tương đương với khoảng 2 năm thu nhập của một người. Rồi con cái mình sẽ trở thành nô lệ, sẽ ở đợi cho toàn thế giới. Đi đến đâu cũng bị coi thường, bị khinh bỉ, bị, bị đánh mà không dám kêu, bị hiếp mà không dám than và mình phải chấp nhận nhìn tài nguyên rừng vàng bị đốn sạch, ha, biển bạc cạn hết tôm cá, đồng ruộng thì bị cháy khô mà đâu có làm gì được đâu. Nhìn đảng bán đảo, bán đất vào tay Trung cộng mà cũng không thể làm gì được. Chúng ta phải muốn về Việt Nam sống, à, phải chấp nhận sống dưới cái sự cai trị của những con bò. Cán bộ tham nhũng từ địa phương tới trung ương, mua bán bằng cấp từ giáo dục qua tới y tế mà đến cả ông thủ tướng cũng xài bằng giả luôn bảo sao ông không có ra những cái phát ngôn mà gây sốt cộng đồng mạng là vì vậy và cuối cùng là cái gì cuối cùng là chúng ta phải chấp nhận cầm cái mồm lại chấp nhận bị tẩy não bị nhồi sọ sống dưới mức của một con người phải chấp nhận nó sống như một con vật này nếu mà chúng ta nếu mà các bạn nếu mà quý vị cảm thấy cái điều đó là bình thường và các bạn chấp nhận được thì Xin chào mừng bạn đến với Việt Nam Thiên đường xã hội chủ nghĩa Và chúc mừng bạn đã tiến hóa từ con người trở thành con bò Quý vị nhắm chấp nhận được những điều như anh Thiều Đình Văn vừa mới nêu ra không? Nếu chấp nhận được thì hãy về à, Như hồi nãy anh chỉ có nói trên mạng xã hội Thấy có những người họ hỏi khái ông Thủ tướng Cái cột đèn nó không có chân à, Nhưng mà cái đám con cháu của lãnh đạo thì nó có chân đó chứ Thế nên chúng nó có muốn về không? Ông tưởng thú nhà mình nó ổng không có xài phê tê bốc Nên có thể là ổng sẽ không biết rằng là hiện giờ dân tình đang bị đau bụng gió Sau cái vụ đội quân ị binh và cái chuyện mà những cái cột đèn oải Mỹ muốn về Việt Nam xin tị nạn đâu quý vị ha